thành phố Hải Dương là trung tâm kinh tế, kỹ thuật, giáo dục, khoa học, y tế, dịch vụ của tỉnh Hải Dương, nằm trong vùng thủ đô Hà Nội và tam giác kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Thành phố Hải Dương hiện là đô thị loại một trực thuộc tỉnh Hải Dương. Hải là miền duyên hải, vùng đất giáp biển. Hải Dương xưa bao gồm một miền đất rộng lớn kéo dài từ Hưng Yên đến vùng biển Hải Phòng. Dương là ánh sáng, ánh mặt trời. Hải Dương nằm ở phía đông kinh thành Thăng Long, hướng đông cũng là hướng mặt trời mọc. Vì vậy Hải Dương có nghĩa là ánh mặt trời biển đông hay ánh sáng từ miền duyên hải, phía đông, chiếu về. Tên gọi Hải Dương chính thức có từ năm 1469. Thành phố Hải Dương nằm trong tam giác kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, ở vị trí trung tâm tỉnh Hải Dương. Cách thủ đô Hà Nội 57 km về phía đông, cách thành phố cảng Hải Phòng 45 km về phía tây, có vị trí địa lý. Phía đông giáp huyện Thanh Hà và huyện Kim Thành. Phía tây giáp huyện Cẩm Giàng. Phía nam giáp huyện Gia Lộc và huyện Tứ Kỳ. Phía bắc giáp huyện Nam Sách. Điều kiện tự nhiên. Diện tích thành phố là 11.164 ha, dân số năm 2019 là 300.638 người, trong đó thành thị là 234.932 người, nông thôn là 65.706 người. Đây là thành phố trúc thuộc tỉnh lớn thứ ba miền Bắc về quy mô dân số, sau thành phố Thái Nguyên và thành phố Hạ Long. Thành phố Hải Dương có 25 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 19 phường, Ái Quốc, Bình Hàn, Cẩm Thượng, Hải Tân, Lê Thanh Nghị, Nam Đồng, Ngọc Châu, Nguyễn Trãi, Nhị Châu, Phạm Ngũ Lão, Quang Trung, Tân Bình, Tân Hưng, Thạch Khôi, Thanh Bình, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Tứ Minh, Việt Hòa và 6 xã, An Thượng, Gia Xuyên, Liên Hồng, Ngọc Sơn, Quyết Thắng, Tiền Tiến. Du lịch, thành Hải Dương. Quảng trường Độc Lập, quảng trường trung tâm. Quảng trường 30 tháng 10, quảng trường phía Tây. Quảng trường Thống Nhất. Nhà thờ Tân Kim. Đình Ngọc Uyên thuộc phường Ngọc Châu thờ nhị vị đại vương Lê Viết Hưng và Lê Viết Quang người bản thôn, là tướng nhà Đinh có công giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân thế kỷ 10. Hai ông cũng được đặt tên cho hai tuyến đường ở thành phố Hải Dương. Cụm di tích, đình, đền, chùa Sượt thuộc phường Thanh Bình thờ Đức Thánh Vũ Hữu có công phò vua Lê Chiêu Tông dẹp giặc A Lao giữ yên bờ cõi đất nước ở thế kỷ thứ 15. Đền đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1992. Cụm di tích, đình, đền, chùa Bảo Sài thuộc khu dân cư số 14, phố Trương Mỹ, phường Phạm Ngũ Lão. Trong đó đình Bảo Sài thờ tướng công Trương Mỹ người có công trong chống giặc ngoại xâm phương Bắc, tham gia vào khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 để đưa đến sự ra đời của nhà nước độc lập tự chủ trong những năm 40-43. Hiện nay, cụm di tích đình, đền, chùa Bảo Sài đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Di tích đình Đồng Niên thuộc phường Việt Hòa được xây dựng từ thế kỷ thứ 6. Đình thờ ba vị thành hoàng là những vị anh hùng cứu quốc thời Tiền Lý 544-602, có công đánh đuổi giặc Lương mở ra kỷ nguyên độc lập tự chủ cho dân tộc Việt Nam. Đình Đồng Niên còn là nơi hội tụ của tam giáo Đồng Nguyên, Nho, Phật, Lão và cũng là công trình kiến trúc cổ với những mảng điêu khắc tinh tế thể hiện sự tài hoa của các nghệ nhân tiền bối. Chùa Động Ngọ thuộc xã Tiền Tiến có tháp cửu phẩm liên hoa cao 5,3 mét, gồm 9 tầng, mặt cắt 6 cạnh đều, mỗi mặt gắn 3 pho tượng Phật. Tổng số tượng là 162 pho, đặt trong tòa cửu phẩm vuông, 2 tầng 8 mái, được công nhận là bảo vật quốc gia. Miếu Phạm Xá thuộc xã Ngọc Sơn có lễ hội hàng năm tổ chức vào 9 tháng Giêng với nhiều trò chơi dân gian như bắt vịt, kéo co và các tục lệ truyền thống khác. Công viên Bạch Đằng gồm quần thể hồ, công viên, nhà hàng, khách sạn dọc theo đường Thanh Niên và phố Đoàn Kết thành phố Hải Dương. Các tuyến đường phố thương mại: Đồng Xuân, Đại lộ Hồ Chí Minh, Ngân Sơn, Phạm Hồng Thái, Phạm Ngũ Lão, Quang Trung, Thống Nhất, Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Đoàn Kết, Tuy An, Tuy Hòa, Xuân Đài, Bà Triệu, Nguyễn Văn Linh, Trương Mỹ, Nguyễn Quý Tân, Nguyễn Chí Thanh, Tuệ Tĩnh, Nguyễn Lương Bằng, Ngô Quyền, Điện Biên Phủ, Lê Thanh Nghị.